Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Cô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở ban ngành quận huyện để chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Hôm nay, các ca mắc chưa cách ly hầu hết được phát hiện khi đến khám xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Hiện thành phố có 13 điểm đóng đang được các địa phương quản lý chặt chẽ, trong đó tập trung nhiều ở công ty Matrix, kiệt 257 Hùng Vương, chợ Non Nước, chung cư Phước Lý, v.v. Từ đến nay, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho hơn 975.900 người, mũi 2 cho hơn 958.400 người và mũi 3 cho hơn 46.500 người. Theo lãnh đạo quận Thanh Khê, tại điểm đóng kiệt 257 Hùng Vương, địa phương đã phong tỏa cứng 17 hộ, 70 nhân khẩu. Qua xét nghiệm diện rộng, phát hiện thêm 13 ca F0, chuyển là trong gia đình và các nhà lân cận. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cô Thị Kim Yến nhận định, tình hình dịch bệnh hiện đang phức tạp, đề nghị các ngành, các địa phương tập trung công tác phòng dịch, kiểm soát số ca dương tính. Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến, nên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh công tác phòng chống dịch vẫn ưu tiên hàng đầu. Các địa phương có ca mắc phải xử lý quyết liệt, chủ động phân tích, đề xuất làm xét nghiệm diện rộng, đồng thời tập trung kiểm soát tốt sẽ khống chế được dịch bệnh. Đối với công tác mà cách ly, phong tỏa thì hiện nay là Sở Y tế đã tham mưu rồi thì ủy ban cũng sẽ có cái thống nhất về cái thời gian phong tỏa. Tinh thần là sẽ là 7 ngày chứ không phải là 14 ngày như trước đây nữa. Khu phong tỏa thì chiều nay chúng tôi sẽ điều chỉnh một số các nội dung thống để mà thì sẽ ký, thì tinh thần là như vậy và cũng gieo là cái việc chủ động của địa phương, tức là tối thiểu là 7 ngày. Còn lại các anh chị sẽ đánh giá tình hình nguy cơ của ổ dịch để mà cộng thêm bao nhiêu ngày thì là do cái ban chỉ đạo của địa phương các anh chị quyết định. Đối với công tác phòng chống dịch tại quận Ngũ Hành Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận khẩn trương họp bàn để thống nhất phân tích đánh giá nguy cơ vùng cấp độ 4 chính xác đối với các phường có nguy cơ cao trên địa bàn.